mi? Đâu? Đứa giờ này khỏe không? Công việc làm ăn sao rồi? Dạ công việc cũng ổn định anh. Với lại em cũng mới mở thêm cái quán, làm ăn cũng ok. Đổi ha. Còn hai đứa này? Dạ em thì mua con xe này, còn thằng này nó dành tiền để học thêm cái nghề anh ơi. Thấy mấy đứa phát triển như vậy thì anh cũng mừng. À, hôm nay anh có tiện gặp đối tác. Sắp tới người ta có đầu tư vào cái khu của mình đó. Thôi đi trước nha. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. À, mấy anh ơi, cho hỏi đây mình còn chỗ không? Chỗ gì mày? Dạ, chỗ chạy xe còn cho tôi ké ăn chỗ. Chỗ này anh em tao chạy lâu rồi, không có chỗ cho mày đâu. Biến đi mày. À, mấy anh, tôi nói thiệt á, bây giờ tôi hết chỗ làm ăn rồi, mày giúp tôi một lần thôi. Mày nói chuyện với anh tao chơi mặt. Bộ hỗ trợ đó mày. Ủa anh Khôi, anh làm gì ở đây vậy? Mày còn dám vác mặt về đây à? Anh Vĩ mà biết mày về đây đó là lớn chuyện đó. Tôi biết tôi sai, nhưng mà mấy anh em thông cảm. Thời gian qua tôi không có chỗ nương náu, tôi bị tổ bên kia ăn chặn hết tiền, làm gì cũng không được đó. Bây giờ tôi mới quay về đây tôi nhờ anh em giúp, cho tôi chỗ đi. Nếu mày biết trước kết quả như vậy đó thì trước kia mày lo tu chí làm ăn đi. Tao tưởng cuộc sống của mày bây giờ là giàu sang phú quý rồi chứ. Ê anh em. Ôi anh Khôi, dạo này nhìn anh béo tốt vậy, chắc là đi xe hơi đây à? À, tôi không phải Khôi, chứ anh lộn người rồi đó. Anh bỏ khẩu trang ra đi, anh có hóa thành choa thì em cũng nhận ra. Mấy anh em giờ cũng thấy rồi đó, tôi đâu còn gì đâu. Mà chú mày nữa, đừng có nói anh như vậy. Anh biết lỗi rồi, anh về đây là có lý do hết. À, lý do của anh à? Hay anh muốn về đây để mua đất của anh Vĩ, hay là rủ mấy anh em đây đi trồng cây thuốc viện? Thôi mày, để cho nó tâm sự chút đi. Đúng là giờ tôi có làm gì nữa mấy anh em cũng còn giận tôi. Tôi bỏ anh em đi, biết lỗi nhiều lắm chứ. Bây giờ ở bên đó nó ngược đãi với tôi, thì tôi còn chỗ nào khác ngoài chỗ anh em mình đâu. Giờ mấy anh coi như là bỏ qua cho tôi một lần đi. Nói giúp với anh Vĩ, tôi về đây tôi làm ăn hoàn lương lại, chứ giờ biết chỗ đâu nữa rồi đi. Anh Vĩ thì có tính thương người, anh em cũng biết rồi đó. Nhưng mà đối với trường hợp của anh Khôi thì em cũng không nắm chắc đâu. Thôi, giờ nó biết nhận lỗi rồi, anh em coi giúp được gì nó thì giúp cho nó hoàn lương đi. Mày à, mấy anh em nói, ráng nói cho anh Vĩ nhiều vô anh Vĩ. Tôi nghĩ chắc anh bỏ qua mà. Chuyện này nói chung là nó cũng qua lâu rồi nha. Có gì nói giúp tôi tiếng, mày có nói giúp giùm anh nha. Được rồi, dù gì cũng là anh em từng làm chung một thời, nhưng mày phải chứng tỏ bằng hành động thì tao mới tin. Thôi anh em ở đây làm việc nha, tôi đưa Bình đi chơi tí. Thôi, vậy quý quá rồi còn gì nữa. Rồi, tôi cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Bây giờ không ấy mấy anh em gọi nói anh chỉ giùm tôi một tiếng đi. Được là tôi chạy ra tôi lấy xe, tôi đem vô liền. Nãy xe nó hư, gửi sửa ngoài đậu đường á. Giờ anh em nói giúp một tiếng nha. Rồi. Xe chạy vô làm chung okay. Với anh em cho vui. Chứ trời cũng sắp mưa rồi. Đợi tôi xíu nha. Cảm ơn. Bình, em làm gì mà nhiều tiền vậy? Thì tiền gom góp đi làm cả năm nay em lấy ra tính để xíu cầm đi trả nợ cho anh nè. Em gì? Hay là cho anh 200 anh đi nhậu với bạn tí đi. Cái gì anh đi nhậu hả? Tại vì vừa nãy chờ em về, anh có gặp thằng Thịnh với thằng Thi đó. Lâu rồi anh cũng chưa nói chuyện với nó, nên muốn tâm sự tí mà. Em là em mong anh thay đổi á. Anh mà một lần nữa là em có tha thứ cho anh nữa đâu. Em biết rồi mà, anh cũng tu chí làm ăn,
Anh có chơi bời gì nữa đâu. Em không có chơi anh nghèo nên em luôn bên cạnh anh. Chứ nếu được người con gái khác á là người ta đã bỏ anh từ lâu rồi. Nè cho anh 200 nè, anh cầm về cho em 300 cho anh xài hết 500 là có chừng em đó. Cảm ơn em nha, mà tí nữa anh mới đi, chơi nốt ván game này đã. Nấu ăn xong mới được đi đó nha. Rồi anh biết rồi. Má nó đèn. Đánh 83 nó ra lại 38. Chắc phải đi massage xả xui quá. Alo. Sao mày gọi hoài vậy? Tao đã nói rồi, từ từ có tiền là tao trả cho. Tao biết rồi, thiếu có bao nhiêu đâu mà làm căng quá. Lúc nào có tiền là tao trả. Có biết nhiêu mà gọi hoài à. Mày có tin tao dẹp gói mày luôn không? Lằng nhằng. Được rồi, thôi bữa nào tao mang tiền qua cho. Tắt nha. Chắc phải đi chạy xe tiếp thôi. Sao nay anh chăm vậy? Trời mưa mà cũng chạy xe nữa. Ừ, thì tao đang cần tiền gửi về quê nên tranh thủ chạy kiếm ít tiền mà. Anh nghĩ tôi tin lời anh nói sao? Tao có nói xạo mày bao giờ đâu. Từ nhỏ anh được anh Vĩ cu mang về đây, anh có biết mặt cha mẹ của anh là ai đâu, rồi quê anh ở đâu mà anh về. Thì tao đang cần tiền có chút công chuyện. Sao mày hỏi nhiều quá vậy? Tao đánh chết cha mày giờ. Sao xạo mà đặt văn chương vậy? Nói lâu anh Vĩ là mở quán cà phê này kia. Ừ, thì tao thiếu ít tiền lô đề. Mày có không? Cho tao mượn hết đi. Đi bữa có tao trả cho. Tiền thì có đó, nhưng mà không cho dạng người chơi lô đề mượn đâu. Mày không cho mượn thôi, làm gì căng quá à. Em nghĩ là anh đừng có chơi bời nữa. Anh Vĩ mà biết là không xong với anh đâu. Mày đừng có dọa tao. Tao chơi được thì tao trả được, mượn thì tao trả. Mày đừng có dạy đời tao. Thôi, tao đi trước đây. Dạ, anh mới tới à. Dạ. Sao? Hôm nay gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? Dạ, cũng không có gì anh. Tại hôm nay hơi buồn, em tính rủ anh nhậu cho vui mà. À mà hình như dạo này anh không thấy mày chạy xe nha. Mày đi đâu vậy? À, thú thật với anh thì em cũng mới quen bé nhỏ phục vụ quán bia. Thì cũng đầu tư chút thời gian đi chơi với nó. Quen bé phục vụ hả? Dạ. Vậy cũng tốt. Nhưng mà nhớ đừng có làm nó khổ giống như là thằng Dương với con Bình nha mày. Dạ, em biết rồi mà anh. À mà anh ơi, thằng Khôi nó đi cũng lâu rồi đó. Không biết anh còn giận nó không? Anh và anh không có giận thằng Khôi, bởi vì anh biết nó còn nhỏ, phải để cho nó khó khăn ở ngoài một thời gian thì nó mới trưởng thành được. Vậy thì tốt quá. Tốt là tốt cái gì? Mày định mua cái gì nữa hả? Dạ không có gì đâu anh. Em cũng đang kẹt chút tiền đó. Anh có tiền cho mượn ít đi. Tiền thì anh có, nhưng mà anh không muốn phung phí. Giả lại anh cũng không có thích cờ bạc hay lô đề nữa. Mà anh có cho mày mượn á, mày phải biết tính toán và sử dụng nha. Dạ, em biết tính toán lắm nha anh. Em tính toán giỏi lắm luôn á. Rồi, vậy ngày mai qua chỗ anh đưa cho 2 triệu. Về mà lo ăn uống. Dạo này thấy mày cũng ốm yếu lắm rồi đó. Anh có thể cho em vay thêm 1 triệu nữa được không anh? Mày làm gì cần tiền nhiều vậy? Thì cũng mới quen bạn gái mà anh,
mình cũng phải đầu tư sắm chút đồ đẹp đẹp để đi chơi với bạn gái chứ. Có thiệt không đó? Dạ thiệt mà anh, em có bao giờ xạo anh đâu. Mày mà lấy tiền mày đi cờ bạc hay lô đề tao không có tha cho mày đâu đó. Dạ em biết rồi mà. À Thịnh à, hàng tháng á mình trích ra một số tiền để cùng với mấy anh em ở đây giúp đỡ cho bà con ở đây, vì anh thấy dạo này người ta cũng khó khăn. Với lại bắt đầu từ ngày mai em ra chợ nhắn với mấy anh em là bỏ hẳn luôn cái việc cho vay và cầm đồ. Mà tao nói hoài sao nãy giờ mày không trả lời vậy? Ủa ai cho phép mày đi vào khu này mà không xin phép vậy? Gì nữa đây? Anh Dĩ, thật sự bây giờ em quay về đây là em đã biết hối lỗi nhiều rồi anh. Em biết thời gian qua em sai. Em sai lắm. Em bỏ tất cả anh em đi để chạy theo những thứ mà nó chỉ là nhất thời thôi. Em biết sai nhiều rồi anh. Em biết sai rồi anh Dĩ. Tại sao em biết mà em lại làm như vậy? Đến bây giờ em có nhận ra những điều anh nói là đúng hay chưa? Dạ đúng, dạ đúng. Mà bây giờ em có nói gì đi nữa em cũng sai hết. Em nói thật, bây giờ em là em chỉ một lần em cần sự tha thứ của anh thôi anh Dĩ. Cho em làm lại hết tất cả đi anh. Rồi mày đứng lên đi. Anh để cho mày ở ngoài á để mày biết rằng mày còn trẻ, mày làm những cái việc mà mày không bao giờ biết được hậu quả hết. Nên bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Dạ em sáng mắt rồi. Lúc trước á em bỏ anh em đi, em cứ nghĩ ở đây là nó u tối, nó hoàn toàn là không có cái gì cho em hết. Nhưng mà thật sự đi va chạm với mọi thứ bên ngoài em mới hiểu được chỉ có anh em mình là duy nhất thôi anh à. Thôi được rồi, bây giờ mày muốn làm việc lại phải không? Dạ đúng đúng. Em muốn quay về đây làm với anh em anh vậy. Ngồi xuống đi. Bây giờ anh cho em cơ hội lần cuối. Ngày mai mày bắt đầu ra chạy xe lại với anh em đi. Dạ. Nhưng mà phải hứa là phải làm ăn cho đàng hoàng. Dạ 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 dạ. Không có được làm những cái việc mà phạm pháp hay là lừa lọc anh em nữa nha. Dạ 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 em biết anh vậy. Là một lần thôi em sợ tới già anh Dĩ ơi, em không dám nữa đâu anh Dĩ. Bây giờ mày giúp cho anh trước chuyện này được không? Chuyện gì anh? Mày đi điều tra thằng Thịnh giùm cho tao được không? Dạ được, dạ được. Thịnh bò hả? À được không? Cái anh mà sắm đây đúng không? Đúng rồi. Vậy thôi, vậy thôi. Bây giờ em đi liền được luôn không vậy? Ừ, đi đi. Dạ dạ.